Tập 1. Đây là câu lạc bộ hiện tượng siêu nhiên. Cô gái này tên là Okonoji, cô đang ghi chép lại những bí ẩn gần đây xuất hiện ở xung quanh mình. Cô đã uống một cốc nước và đặt lại chỗ cũ, nhưng một lát sau thì phát hiện chiếc cốc ấy đã biến mất. Okonoji nghĩ mình thiếu ngủ nên đã hoa mắt thôi. Khi cô đọc lại những gì đã viết thì những tờ giấy ấy lại bay lơ lửng trên không trung. Ngay cả chiếc móc khóa lắc qua lắc lại trước mặt thì Okonoji vẫn không nhận ra. Đến khi chiếc móc khóa rơi xuống tạo ra tiếng động thì cô mới giật mình hoảng hốt và bắt đầu lo sợ. Đúng lúc men của chúng ta, tên là Techi, xuất hiện. Okonoji ngay lập tức kể lại sự việc nhưng anh chẳng hề tỏ ra bất ngờ. Trái lại, anh còn có những hành động kỳ lạ như nói chuyện một mình, tóc tự dựng lên, đỏ ửng khuôn mặt. Điều này đã khiến Okonoji đã sợ lại càng sợ hơn. Lúc này thành viên thứ ba của câu lạc bộ xuất hiện, tên cô ấy là Kijie. Ban đầu khá là bình thường, nhưng sau đó cô cũng có những hành động không thể hiểu được giống Techi. Trước khi sinh hoạt câu lạc bộ, Okonoji thắc mắc vì không thấy chủ tịch câu lạc bộ đâu. Tây chi lấy chiếc điện thoại ra gọi ngay cho chủ tịch. Okonoji chưa từng gặp chủ tịch bao giờ, nên cô khá là trông đợi vào cuộc gọi. Nhưng lần này cũng như bao lần khác, chủ tịch bị cảm nên không thể đến được. Sau đó, cuộc họp bắt đầu. Okonoji dẫn mọi người đến trước chiếc thang máy độc lạ bình dương. Cô bảo cái thang máy này đã bị hỏng từ lâu rồi, nhưng có tin đồn một hồn ma học sinh đã ám vào nó, khiến cho thang máy có thể tự động di chuyển được. được. Không những thế, chiếc thang máy này còn dụ học sinh đến gần và mang họ xuống thế giới bên dưới, mãi mãi không thể quay lại. Vừa dứt câu, chiếc thang máy tự nhiên được bật lên. Okonoji ngay lập tức hét lớn và ôm lấy Techi. Khi anh đang tận hưởng giây phút này, thì đột nhiên bị thế lực siêu nhiên đẩy từ phía sau và bị chiếc thang máy ấy cuốn đi. Lúc này, Okonoji cùng Kizie cháy xuống tầng bên dưới để cứu anh, quay về đầu phim để giải thích một chút. Trong lúc Okonoji đang ghi chép, có một hồn ma thiếu nữ ở phía đối diện đang theo dõi cô, nhưng Okonoji không hề hay biết vì cô không thể thấy được hồn ma ấy. Mất cốc nước, tờ giấy bay lơ lửng hay móc chìa khóa bay nhảy đều là do hồn ma này gây ra. Zuko là tên của thiếu nữ ấy, cũng là người bạn thân nhất của Chi. Trong câu lạc bộ này, chỉ có Chi và Kizie là có thể nhìn thấy Zuko, nhưng riêng Okonoji thì lại không. Nên khi Zuko tương tác, đùa giỡn với Chi và Kizie, Okonoji không biết gì nên đã trở nên hoảng loạn, lo sợ. Khi Chi gọi điện cho chủ tịch, anh và Zuko đã hợp tác tấu hài với nhau để qua mặt Okonoji, vì chủ tịch của câu lạc bộ này chính là Zuko. Còn về vụ việc thang máy, sau khi Zuko khởi động chiếc thang máy để chứng minh nó còn chạy tốt, Okonoji đã sợ hãi và ôm lấy Teichi. Hành động này vô tình đã khiến Zuko ghen tị nên đã đá anh vào thang máy và cùng anh đi xuống bên dưới. Trong thang máy, Zuko đã mời anh chạm lấy cơ thể mình vì Teichi là người duy nhất có thể chạm vào hồn ma như cô. Lúc đầu anh khá là ngại ngùng không dám, nhưng nghĩ rằng Zuko sẽ cảm thấy cô đơn nên anh đã quyết tâm chạm vào người cô. Nhưng anh lại không biết cái tay hư đã đặt sai chỗ rồi. Kizie chửi anh là đồ biến thái, còn Okonoji thì không thấy gì nên đã khen anh dũng cảm đi xuống thế giới bên dưới để tìm kiếm thông tin. Okonoji nghĩ rằng mọi chuyện đều là do hồn ma thiếu nữ gây ra. Theo như đã điều tra, cô còn khẳng định xác của Zuko được chôn trên ngọn đồi phía sau trường. Lúc này, mọi người đều bất ngờ và cùng nhau đi đến ngọn đồi ấy ngay lập tức. Đúng như lời Okonogi nói, ở đây thật sự có một cái bi đá khác tên Zuko. Nhưng lạ thay là Zuko lại không biết gì về nó và bảo sát của cô nằm sau cánh cửa bí mật ở câu lạc bộ cơ mà. cô tức giận và đá đổ bia đá, Okonogi khóc thét hoảng sợ và bỏ đi. Kizie liền đuổi theo sau. Sau đó, Tê Chi đi theo Zuko ra phía sau núi. Một khung cảnh thành phố tuyệt đẹp hiện lên cùng đôi mắt của kẻ si tình. Anh ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Zuko và ngắm nhìn cô một cách say đắm không rời mắt. Khi quay trở về, Tê Chi phát hiện một cái chung bí ẩn nằm bên dưới bia đá đánh dấu cho một câu chuyện tình yêu đằng sau và cái chết bí ẩn của hồn ma thiếu nữ đã mất đi trí nhớ Zuko. Mọi người nhớ nhấn like và đăng ký kênh để tạo động lực cho mình ra những tập tiếp theo nha. Chúc mọi người một ngày vui vẻ.